Thưa quý vị, một bé sơ sinh vừa được phát hiện bị bỏ rơi 3 ngày dưới hố ga ở khu vực xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây Hà Nội trong tình trạng kiệt sức. Ngay sau khi phát hiện cháu bé thì chính quyền địa phương xã Thanh Mỹ cùng trạm y tế đã cho sơ cứu cho bé. Khi bé ở trong tình trạng không mảnh vải che thân, trên cơ thể thì có nhiều giòi và kiến bám. Sau đó thì cháu bé được đưa vào bệnh viện đa khoa Sơn Tây và được chuyển đến bệnh viện đa khoa Sanh Pôn điều trị. Tại khoa sơ sinh bệnh viện đa khoa xanh các bác sĩ đã tiến hành rửa các vết thương, cắt cuống rốn, soi tai mũi họng cho bé trai và phát hiện nhiều côn trùng ở trong mũi họng. Rất may, bé có thể tự thở được. Theo đánh giá thì bé ở trong tình trạng kiệt sức sau 3 ngày không được ăn uống và phải chịu cái nắng 40 độ C. Đánh giá tuổi của bé các bác sĩ cũng xác định em bé khoảng 3 ngày tuổi. Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn cũng cho biết hiện cháu bé đã được vệ sinh các vết thương trên cơ thể và chăm sóc tích cực. Các bác sĩ vẫn đang phải hội trần nhiều lần để tìm phương án điều trị tốt nhất cho cháu bé này. Thưa quý vị, việc cho bé sống sót sau 3 ngày bị bỏ rơi ngoài trời khi có mức nhiệt chạm ngưỡng 40 độ C những ngày qua là điều kỳ diệu. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc này. Vâng, còn tại Vĩnh Phúc thì một bé trai 19 tháng tuổi tại huyện Lập Thạch của Vĩnh Phúc bị hôn mê do gia đình để quên 2 tiếng đồng hồ trong xe ô tô giữa trời nắng nóng gay gắt như thế này và để tình trạng xe không nổ máy. Đến khi gia đình phát hiện thì cháu bé đã bị hôn mê, đi vệ sinh thì không tự chủ nữa rồi. Sau đó thì gia đình đã đưa cho bé đến trạm y tế xã để mà sơ cứu và chuyển xuống trung tâm y tế huyện Lập Thạch rồi đến bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cấp cứu và điều trị. Và trao đổi với phóng viên chào buổi tối bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cũng cho biết thêm đến chiều nay thì em bé may mắn đã dần tỉnh táo hơn, ngừng thở oxy, giảm sốt, thỉnh thoảng thì có cơn co do mất nước điện giải. Và các bác sĩ đã chuyển lên khoa nhi để tiếp tục làm các xét nghiệm, theo dõi và điều trị tiếp.